Hello, xin chào các bạn, mình là Mẹ Tắm đây. Và hôm nay mình đang có mặt tại quán hải sản Bà Rô ở 115 Lý Tự Tấn đó các bạn. Quán hải sản này rất là đông. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Như các bạn đã nhìn thấy nè, rất là đông luôn. Nó có sảnh này và sảnh bên kia nữa. Ở đây mọi người tập trung khá là đông luôn. Hôm nay là, với lại hôm nay là cuối tuần nữa. Các bạn nhìn nè, không có chỗ trống luôn nha, mà hai sảnh là nè, quá trời luôn. Ốc móng tay xào rau muống đi. Một cái ốc hương xào xả đi. Ốc hương xào xả. Ăn ốc hương xào xả hay ăn ốc hương xào bơ tỏi? Xào bơ tỏi. Xào bơ tỏi đi. Một xào bơ tỏi, một xào xả. Một hàu nướng mỡ hành. Hàu nướng có ở đây có cái gì phô mai không? Mỡ hành. Rất thôi, một hàu nướng một hàu nướng mỡ hành đi. Một chip chip số hấp thái hả? Hấp xả là hấp thái. Từ từ, rất từ từ. Ăn mực hấp không? Một cái mực cơm hấp hả? Mực cơm hấp. Cái này là chip chip hấp. Ốc hương xào xả. Món này là ốc hương xào xả nè. Cái nắp. Ăn đi. Đây. Trời ơi, hết thiệt rồi chứ. Chíp chíp nè mấy bạn. Mình sẽ chấm một xíu muối nha. Mấy bạn không ăn muối luôn mà hết luôn cái tô. Muối chưa nè. Ủa, muối này hả? Không gì không? Cho chị hai cái giấy với. Giấy à, là có giấy rồi. Chấm mạnh vô con, mạnh vô. Đây hả, chấm đi hả nhỏ, hay cái kia, cái này hả? Thì cũng ai cũng bận ăn, chẳng có ai quay cho mình. Mình phải tự quay. Thiệt luôn á. Nói còn có lý với vui. Bà ngoại tập trung ăn quá, ngoại không quay cho mẹ. Ngon nhà, nhưng mà cái muối này hơi dữa. Hồi nãy không kêu làm muối về nhà. Ăn đi. Cho miếng mực đi. Đâu mắm đâu? Mắm gừng á. Mắm gừng là cái nào nhỏ? Mẹ cho mắm gừng đi. Chi mà giành giật nhau ghê quá mày ơi. Đây là mực nha. Cái này mực quá. Không. Ơi, vừa ăn vừa bé ơi, chắc là gì đó. Chắc dụng lên đây nè. Đúng không? Đây. Rồi. Dép hết xuống nó ngọt. Rồi. Đây là ốc hương xào bơ tỏi nha các bạn. Nghe ngon không? Mời mấy bạn nha. Trời ơi, ốc hương kia chưa giới thiệu đã hết rồi. Cái gắp miếng mực nó kêu ăn em mới kêu ngon. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá hả? Đấy. Má, má. Cái gì mà nhạt đứt đấy. Trời ơi, ốc hương ngon quá luôn. Đứt đó, ok. Ngon quá các bạn. Cơm nè. Các bạn nhìn miếng cơm nè. Ngon nha.
mời mọi người nha. À, mày không? Để mua đây à? Để đây con nè. Chiếc mày chấm à? À, mực ăn hết nên là mình phải tự quay. Múc cho ba kìa. Ơi, cái gì đây? Cái này là món ốc móng tay xào rau muống. Trồng lên đây luôn hả? Wow. Ngon bằng chín nữa. Cho ba xin muối. Ờ, rưới hơi lá trắng mắm cho ba luôn đi. Đây, ốc móng tay. Đây là ốc móng tay mấy bạn. Chấm gì? Chấm xì dầu hả? Ốc móng tay sẽ chấm với một chút xì dầu. Đồ nhỏ bữa nay hợp tác với chị ghê vậy. Ghê vậy. Xì dầu. Kèm một chút rau muống. Ngon quá à. Mắc hương này mấy bạn, mắc hương xào với tỏi, sẽ ăn thử nha. Ăn chấm cho. Ok. Để em, đó để em. Chơi mà. À, nó quấn nhau chừ. Ăn chi kêu đi. Ăn này chứ mai hết được ăn không mình. Thường. Ốc hương có bơ nên là nó thơm thơm béo béo à. Có tỏi nữa, ngậy ngậy béo ngậy. Mẹ cho, mẹ béo cho. Ngậy á các mẹ bạn. Ly á, mẹ ly á. Ăn đi con. Ăn miếng rau muống đi. Còn nè. Ớn rồi. Mới ăn mà. Ăn đi mẹ. Mẹ ăn gì kia đi. Đúng đấy. Ăn gỏi cá lạc hay là ăn nhau? Ừ, gọi một cái gọi đó là đi. Em ơi, anh ơi. Anh ơi. Cho em gọi một cái gọi cá lạc. Dạ. Ủa hết chưa? Một ký à, hấp à. Ờ, một con thôi kìa. Kêu đi. Em ơi. Em cho chị một ký gà hấp á. Ký gà. Ừ. Tiếp theo là mình sẽ ăn món gà hấp. Đủ đủ mặn chưa? Bỏ xuống đi mày. Bỏ dưới đất hay gì? Đây đây là món gỏi cá lạc đó mấy bạn. Em đưa trong dĩa đó chị. Ngon ghê không? Dạ bên này cũng có. Một dĩa rau sống và bánh tráng, một dĩa gỏi. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Giờ mình sẽ ăn món gỏi cá lạc nha mấy bạn. Đặc sản của quận 3 là món gỏi cá lạc. Mình sẽ một cái bánh tráng nè, cho một ít rau lên nè, cho một ít rau lên nè, rau, cho một miếng cá đi, trong cá thì có người ta trộn cả hành tây nữa nha, cho miếng nữa nè. Ngập mặt luôn. Mình sẽ dùng với lại nước tương. Thơm của rau rất là ngon luôn các bạn. Gỏi cuốn mình rất là thích ăn rau nên là mình sẽ cho nhiều rau, một bữa rau luôn nè. Trong đây có rau thơm, rau xà lách.
Rau quế, có cả lá hẹ nữa. Lá hẹ. Cỏ nha. Hai người ngồi đây nè. Đây, sẽ cho một đũa cá. Ừ chà. Tuyệt vời quá hả? Mời anh ơi. Ok, cuốn lại nha. Nước chấm rất là tuyệt vời luôn. Chấm một miếng. Mời các bạn nha. Mời mẹ nha. Hả? À. Ghê. Thiệt luôn, nước chấm, chấm một miếng là muốn chấm miếng nữa. Tuyệt vời. Vị rau đồ nó hòa quyện với nhau đó. Cá thì trộn với lại hành tây rất ngon luôn. Đây, món hàu, hàu sốt mỡ hành, hàu nướng mỡ hành. Lá hẹ em ạ. Đây của mọi người đây. Đây là món ghẹ hấp nha mọi người. Rất là tươi nha các bạn. Rất là tươi luôn nha các bạn. Cái trời mà. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi. Chúc đâu có ăn nữa là mình chia nhau mỗi người. Chúc không biết ăn. Đây, cho mình xin nha. Ăn nhanh không hết. Ừ, gạch này, nhìn gạch này đã chưa. Ừ, nóng hổi luôn. Ngon. Quá tuyệt vời luôn. Sẽ bẻ này ra. Cái càng. Một ký gẹ này nè, một ký gẹ hấp này được 3 con ấy. Khá là to luôn. Nóng quá. Ăn cái càng trước. Càng sau cắn. Sao cắn ta? Nó bự quá. Không cắn được luôn á. Sao cắn đó? Có cái kẹp đó. Có cái kẹp. Cho xin cái kẹp đi. Không cắn được. Mình sẽ dùng cái kẹp này. Kẹp này cũng biết kẹp luôn. Kẹp nó dập hết á. Chấm một miếng mắm. Chị cho em ít bánh tráng lề với chị. Bánh tráng. Rồi kêu chị tính. Muối dữ. Có ăn nữa không? Đây là món lẩu. Wow, hấp dẫn quá nha. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đây là chờ nó xếp. Cá bớp hả? Cá bớp đây nha các bạn. Cá bớp nhỏ nha. Cho một miếng muối. Đây nè. Ok. Nóng hổi luôn cả bắp này.
một miếng cá, chấm một miếng nước mắm ớt. Món này ok đó nha. Mẹ má. Uống thêm mà. Và bây giờ thì mình ăn xong rồi thì mình sẽ đi về nha các bạn. Bye bye, tạm biệt các bạn nha. Một buổi ăn rất là ngon. Để mình quay lại hiện trường cho các bạn xem. 8 người ta. Đây là người ăn nhiều nhất. Đến bên này là áo xanh, áo trắng là quậy nha, còn áo đen thì ăn kiêng. Còn bên ấy à, bên ấy à, không kêu gì hết à, không kiêng gì hết à. À, nhìn đi là biết không kiêng rồi nè mấy bạn, đúng ghê chưa, ăn gì mà dễ sợ, xíu răng mà chỗ xíu nhiều ghê đó, xíu chứ quái ghê quá.